Em nó tại Hashimoto sắp biểu. Trước khi đi đây, nói với mình hãy chút. Tại anh biết là em có một cái gì đó hụt hẳn trong lòng. Anh biết anh bị cái chân phần đó rồi. Anh nói như đúng rồi. Đúng rồi thì đúng rồi. Dạ, nó đúng rồi. Có gì đó hụt hẳn. Và mong sau này sẽ hợp tác với em. Nói vậy thì hơi thừa quá. Em anh biết là lúc mà mấy anh chị bên này anh Dung nói á. Má chỉ mặt mình ngu rồi. Anh có một số chia sẻ vậy thôi. Phát biểu nhận chức. Ơi rồi, 1 phút 30 giây bắt đầu. Lời đầu tiên mình xin nghe chào và chúc sức khỏe thì, cảm ơn các bạn đã chọn mình. Thì có đâu mình đâu chọn mày đâu. Biết. Mình cũng thấy là Hải nó anh có một tính cách nào đó có tiềm năng hơn mình. Có thể là nhờ Hải một số gì đó về bên mạng hiệu mà được rồi. Phát biểu nhận chức mà chưa phát biểu gì hết vậy. Tôi xin hứa tôi sẽ làm như thế nào, cái cách nhìn sao. Lại nha cách nhìn lại. 1, 2, 3, action. Rồi action. Đầu tiên là cảm ơn các bạn rồi. Cảm ơn lại đi, cắt rồi mà, cắt rồi mà. Lẹ đi cưng. Lẹ đi. Tâm xin hứa. Tâm xin cảm ơn. Tôi sẽ làm. Chọn ra người thích hợp, công việc thích hợp cho đội. Gắn kết đội thì Giang Bo ở đây thì quen nhau hết rồi. Còn những newbie thì cố gắng sẽ làm quen và hòa đồng hơn. Đó, có lẽ cảm thấy sau này sẽ nói gì nhiều hơn, cái miệng đi nhiều hơn. Hai chúng ta đáng gì? À, Tâm có một tính là khoáng, thường là nói những từ mà chưa suy nghĩ trước mà nói trời cái miệng à, cái miệng biết biết đúng không? Biết biết biết. Không phải, anh chủ gì? Nói chung là Tâm nói chuyện hơi rèn lại, hơi bọc chột vậy thôi, chưa suy nghĩ trước. Nói ra rồi mới biết mình à mình lỡ rồi. Bữa đó thì lúc lại không kịp nữa rồi. Hồi bữa nay mình suy thấy rồi. Để nó nói cái biểu coi. Nên những cái đó mong mọi người góp ý. Nói sai cứ chịu thẳng mặt. Tâm nói vậy. Dạ. Từ đó để Tâm rút kinh nghiệm. Rồi xin hết. Dạ, rồi, okay. Xin thề chưa? Xin thề, cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Giơ tay, kết thúc buổi lễ. Yeah, quay toàn cảnh. Yeah, lên. Tao quay MC đã. Đẹp quá, hai đứa.